làm nồi cho AB 150 tại tiệm sửa xe Khánh. Anh em nào chạy AB 125, 150 bị tuột nồi, nồi kêu, chạy bị lì máy, hao xăng cứ qua tiệm xe Khánh nè. Tới ngay địa chỉ 462/15 đường 3 tháng 2, phường 2, quận 10. Khánh nhận làm full nồi cho anh em. Làm full nồi trước nồi sau luôn nha anh em. AB 125 ha. Thời gian tiệm Khánh mở cửa từ 8 giờ tới 5 giờ nha anh em. 8 giờ tới 5 giờ. Anh em tranh thủ qua sớm làm xong sớm nha anh em. AB 150. Chuyên cái dòng tay ga nha anh em. Làm có bảo hành cho anh em ha. Bao cho anh em chạy bền, mạnh bóc, tiết kiệm xăng. Chạy có chớn anh em ha. Anh em nào ở xa thì có thể liên hệ Khánh để gửi xe Khánh làm hoặc là mua hàng ha. Liên hệ số điện thoại 0389910535 và cơ sở 1 nha anh em, cơ sở chuyên sửa chữa lắp ráp phụ tùng ha. Cơ sở 462/15 nha anh em. Chào tất cả anh em.